Hello mọi người, nhất là những người tuổi Mão. Đây là video clip mình làm về tử vi của tháng Đinh Tỵ năm Mậu Tuất 2018, tức là tháng 4 âm lịch. Và tháng 4 âm lịch thì thường năm nay sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 5 năm 2018 và kết thúc từ ngày 14 tháng 6 năm 2018. Trải qua một cái tháng 3 gọi là tháng lục xung với những người tuổi Mão, thì Thìn với Mão là lục xung, không phải là lục xung mà gọi là tháng xung. Người tuổi Mão gặp rất là nhiều khó khăn ha. Tháng 2 là tháng tuổi, tháng 3 là tháng tháng xung. Cơ bản là hai tháng vừa rồi đối với người tuổi Mão là không có gì là khởi sắc, và đặc biệt là tháng 2, tháng 3 thì tháng 2 thì chủ yếu về phần sức khỏe, mà tháng 3 về công việc nó xảy ra nhiều điều nó không tốt lành. Tuy nhiên tháng 4 thì với những gì mình tìm hiểu thì những người tuổi Mão có những cái tín hiệu lạc quan tích cực rõ ràng, và hy vọng với cái vận hạn của tháng 4 cũng như là cái tử vi của tháng 4 tương đối khá tốt lành đối với người tuổi Mão, thì họ sẽ phần nào quả lấp được những cái khó khăn mà tháng 2, tháng 3 đem lại. Thì mình sẽ không nói lại nhiều, dù cái tử vi đó là cả năm đối với tất cả những người tuổi Mão, dù là những người đã lớn rồi, tự vì mình đã làm ở trong tháng 3 thì mình đã có sơ lược cái tử vi cả năm cho những người tuổi Mão, thí dụ như là Tân Mão hay là Kỷ Mão hay là như thế nào đó, đều mình đều làm hết rồi. Còn những cái tuổi mà mình có làm cái video cả năm thì mọi người tự xem lại và ứng dụng vào tháng tháng này. Thực sự ra những cái mà tuổi mình đã làm á, như là Tân Mão, Đinh Mão ha, thì mình đã có làm luôn cả tử vi cả năm và có làm luôn vận hạn của 6 tháng. Có thể ứng dụng thì thực sự ra nó cũng y chang như cái này thôi, nhưng mà có lẽ là nhiều người nó trôi quá, người không có tìm hiểu được. Thì trở lại với cái tháng Đinh Tỵ, tháng 4 âm lịch này đối với người Mão sẽ ra sao. Đầu tiên thì mình sẽ xét về người Tân Mão nó như thế nào. Thì người Tân Mão á, người ta gọi là người Trung Quốc á, thì không có con mèo, họ là con thỏ, cho nên là cái tử vi của họ thì họ sẽ lấy là ứng huyệt chi thố, tức là thỏ trong hang. Còn mình thì coi cứ ngược lại thì mình đem cho mèo trong hang ha, mèo này chắc mèo rừng. Đó là người Tân Mão. Gỗ, người đó là mệnh mộc là Tùng Bách Mộc, gỗ cây bách đó. Nam thì cũng tốn thành mộc, mà nữ thì cũng khôn thành thổ. Với nam mạng của người sinh năm 51 đó là sao Thái Dương, nữ mạng thì sao Thổ Tú. Toàn năm mình không có nói nhiều ở vận cái cả năm nữa. Xét vào tháng Đinh Tỵ á, thì của năm Mậu Tuất tháng Đinh Tỵ là tháng mộc, tháng thổ. Các anh các chị phải nói đúng là các bác nam bác nữ của tuổi này là mệnh mộc, cho nên là mạng là mộc khắc thổ, bản mệnh khắc tháng, đề phòng tai nạn. Tuy nhiên có bệnh nạn hay là có bệnh đi nữa thì nó cũng rất là nhẹ nhàng, dễ dàng vượt qua. Thì dù gì chúng ta là mộc khắc thổ ha, chứ không phải là thổ nó khắc chúng ta, cho nên là chúng ta khắc nó thì nó đỡ hơn là nó khắc chúng ta ha. Thiên can á là chữ Tân, còn tháng là tháng Đinh, cho nên là gọi là Đinh khắc Tân. Thiên can, tháng khắc thiên can, công việc khó khăn dễ lâm vào bế tắc, hao tài là chuyện bình thường. Từ viện sao Đinh khắc Tân mà, cho nên là cái thiên can thì nó nắm nhiều về phần công việc và cuộc sống, cho nên là sẽ có khó khăn đấy ha. Người Tân Mão tháng này cũng chưa chắc là tốt, dù có không còn ở tháng xung về tuổi nữa, nhưng mà cũng không có ngon lành lắm ha. Địa chi á, Mão với Tỵ á là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc nhau, cũng không tương hợp. Tuy nhiên nạp âm ngũ hành á là Mão với Tỵ á, Mão là mộc, Tỵ là hỏa, nó vẫn nằm trong cái vòng tương sinh mộc hỏa, thì gia đạo nó cũng sẽ không có cái việc gì mà quá lớn lao. Chừng nào mà tương khắc thì mình sợ, chứ mà tương sinh thì mình không sao. Hoặc là có người nói là sinh xuất nhưng mà không sao đâu, cái này là tương qua tương lại thì có cộng với nhau được là được, đừng có mà vô là đừng có đối chiều nhau là ok ha. Như vậy thì
người mà tuổi Tân Mão đối với tháng 4 âm lịch thì vẫn cũng chưa có nhiều điều tốt đẹp lắm. Gia đạo thì có thể là ổn định, có trợ diện nam âm ngũ hành của Mão với Tỵ thì tương sinh. Tuy nhiên là đặc biệt phần công việc, những người sinh năm 1951 Tân Mão, cả nam lẫn nữ thì đều phải cẩn thận trong cái tháng và đinh nó khắc Tân này. Tuy nhiên nếu mà xét mà tổng thể đó thì các bác nữ sẽ có nhiều khó khăn hơn là các bác nam. Lý do sao? Tại vì sao toàn mạng đó là sao Thổ Tú. Sao Thổ Tú là nó rối rắm bất an, còn ngược lại cái sao mà Thái Dương cái của các bác nam đó, thì nó may mắn danh lộc tốt. Tuy nhiên là nếu như mà xét về công việc thì sinh năm 1951 thì nữ thì đã là đi hưu rồi, chỉ có những người mà còn làm ăn tức là làm tự do thì còn phải để ý, chứ còn nếu mà đi làm cho nhà nước hay đi làm cho ấy thì đã hưu rồi, không có quá đáng lo ngại ha. Bổn mạng thì hơi khó khăn một tí xíu, nhưng không quá khó, một chút thôi sẽ vượt qua được. Rồi tiếp theo là người Quý Mão sinh năm 1963. Người ta gọi là lá quá lâm chi thố, tức là thỏ qua rừng, nhưng mà chúng ta thì ở người Việt Nam thì không có con thỏ, chỉ xài con mão, cho nên là có thể là mèo đi qua rừng ha. Mệnh là kim bạc kim, tức là vàng pha bạc. Nam thì cũng khảm thành thủy, nữ thì cũng khôn thành thổ. Phải nói rằng đó là nam nữ của tuổi Quý Mão đều có những cái điều tốt đẹp riêng biệt hết. Tại sao? Tại vì nam âm ngũ hành á của nam á là thủy, mà mệnh là mệnh kim. Tuy như vậy là mệnh sinh nạp âm ngũ hành là người khá là may mắn ở trong công việc, ra đời có nhiều người thương, có chỗ dựa một cách vững chắc ha, thì có thể là gia đạo là ổn định ha. Còn nữ á, thì hành thổ. Như vậy là nạp âm ngũ hành sinh thổ sinh kim mà, tức là nạp âm ngũ hành sinh bản mệnh, cho nên là người Quý Mão vốn dĩ là những người có thể nói là may mắn. Rất ít người mà phải sống khổ cực. Rồi cả nam và nữ của Quý Mão thì năm nay tổng năm thì không tốt lành rồi ha, dưỡng sao Thổ Tú. Vận niên là Trư Phùng Hỏa, đó là nam. Còn nữ thì dưỡng sao Vân Hớn cũng là Trư Phùng Hỏa luôn. Sao Thổ Tú của nam thì nó sẽ đỡ hơn, tại vì nó hành thổ mà, thổ nó sinh kim, là cái sao đó nó sinh bổn mệnh, cho nên nó cũng đỡ. Còn cái sao Vân Hớn là sao tai tiếng rối ren đối với nữ, mà sao Vân Hớn lại hành hỏa, hỏa nó khắc kim thì nó còn rắc rối nhiều hơn nữa. Nhưng mà Quý Mão rồi, để xét vào tháng 4 này thì tháng Đinh Tỵ là một tháng thổ. Người mệnh kim gặp tháng thổ tức là tương sinh bản mệnh, mà sao tương sinh bản mệnh là tốt cho sức khỏe, mà thậm chí nó còn có cả cái sự tương sinh cho các cái tinh quân tốt nằm ở trong cái tử vi trọn năm của mình. Hy vọng là với cái tháng mà được tương sinh bản mệnh này, các cái tinh quân tốt nó sáng lên, nó làm cho cái sự tác hại của phá và bại tinh nó không còn, thì nó sẽ phần nào chế hóa được cái sao Thổ Tú và sao Văn Hớn của các anh các chị, để mà có cái vận niên tốt hơn. Bởi vì nói chung là các anh các chị ở tuổi này vẫn còn là những người đi làm thì sẽ phải cẩn thận nhiều, nhưng mà may là mình có cái mạng tương sinh, mà mạng tương sinh thì nó đem lại nhiều điều rất là may mắn. Thiên can Quý Đinh thì thiên can khắc tháng, chữ Quý nó khắc chữ Đinh. Bên cạnh đó ngũ hành của thiên can á là thủy ha, chữ Đinh là hỏa, là tương khắc, thiên can tương khắc luôn. Thì như vậy rõ ràng là có vấn đề. Đinh thì nó khắc Tân, là ở trên Quý nó khắc Đinh nữa. Thì rõ ràng Quý Đinh về nạp âm ngũ hành thủy hỏa thì công việc không tốt, dễ sinh rầy rà và nhiều cái điều mà rối rắm. Như vậy là nội tại của cái thiên can này có vấn đề, cho nên là công việc của cái người Quý Mão, cả nam lẫn nữ mạng, thì ở trong tháng 4 nó vẫn là không tốt. Có nhiều điều tiềm ẩn, nhưng nó không quá mà đem tới muộn phiền như tháng 2 và tháng 3 đâu. Các anh chị các anh đâm, tại vì dù sao đi nữa thì mình cũng đã vượt qua tháng xung rồi. Tháng xung về tuổi
sang tháng xung về địa chi. Còn với phần thiên can này thì công việc của các anh các chị mà nếu mà nắm chữ quý thì đến giờ này gọi là an vị vững ghế rồi, cho nên là cũng không có quá sợ ai mà gây ra khó khăn. Tuy nhiên mà để mình chắc ăn thì mình phải nên cẩn thận nhiều điều, nhất là tháng này ha, nó tiềm ẩn cái thủy hỏa này thì dễ sập rối rắm. Nhưng mà các anh chị thì với những cái tài năng của mình thì có thể khống chế được ha, cộng với là cái mạng được tương sinh là tốt. Còn về phần địa chi thì cũng như cái Tân Mão thì Mão Tỵ thì không hình hại không xung khắc nhau về mặt tử vi, còn về nạp âm ngũ hành thì thuộc vòng tương sinh mộc hỏa, cho nên là tốt cho gia đạo ha, có nhiều điều vui vẻ, có thể là con cái thi cử đạt kết quả tốt ha, cũng có thể là có thêm dâu thêm rể, nhất là các chị nữ ha. Thì hy vọng rằng là chỉ có một cái thiên can bị tương khắc, mình có được cái mạng được tương sinh và địa chi cũng được tương sinh trong vòng tương sinh mộc hỏa, sẽ khống chế được cái việc của thiên can tương khắc, làm cho công việc nó nhẹ nhàng hơn. Đi làm bây giờ thì cạnh tranh nhiều, mua bán cũng vậy thôi, cho nên là mình chủ động để mà mình phòng ngừa những cái chuyện bất trắc thì nó vẫn ok. Đối với những người mà quý mão thì rõ ràng là tháng này không phải là tháng xấu, vẫn có những cái thành công nhất định và những có nhiều niềm vui ha. Rồi đến người tuổi mão tiếp theo, đó là Ất Mão, sinh năm 1975. Người Ất Mão thì 2017 là một năm kinh khủng cả nam lẫn nữ, kéo sang được cái tháng giêng gọi là êm thấm được chút, tháng 2 là tháng Ất Mão, tháng 3 là tháng Bính Thìn, hai tháng chung và cực kỳ khó khăn, có nhiều điều mà trái ngoái mà làm mình khó chịu. Nhưng mà yên tâm đi, với bước qua tháng này thì rõ ràng là có nhiều điều rất là tốt đẹp đến với cái tuổi Ất Mão này. Nữ thì tuy là dưới sao Thái Bạch, nhưng mà cũng nên nhớ là cái sao Thái Bạch nó thuộc hành kim ha, mà kim thì sinh thủy bổn mệnh, cho nên là cái sao Thái Bạch đối với nữ ở trong Ất Mão trong năm nay nó không quá tác động vào với mình và có thể là giải quyết được cách rõ ràng. Vận vào tháng tư âm lịch, tức là tháng Đinh Tỵ, thì tháng này là tháng thổ, bổn mạng là thổ khắc thủy, tháng khắc bản mệnh thì bổn mạng sẽ có vấn đề, đề phòng bệnh nạn ảnh hưởng xấu đến công việc. Khe nước lớn mà đụng lộ bàn thổ thì cũng phải nể nang chút xíu ha. Hai tháng vừa rồi thì có thể nói là khó khăn cho công việc, khó khăn cho gia đạo, khó khăn cho những cái giao tế, nhưng mà tháng này thì cẩn thận, đối với người Ất Mão thì cần bổn mạng, để ý bổn mạng một tí xíu, nhưng mà tuy nhiên nó bổn mạng này nó không quá khó khăn đâu chứ không có phải mà không có nguy. Mình có khẳng định như vậy là năm vừa rồi Ất Mão dễ nguy nan về mạng, nhưng mà năm nay có gặp tháng xung đi nữa thì mình chỉ có suy mạng chứ không có nguy tức là không có chết được á, có trầy trụ chút ít chứ không chết được ha. Thiên can á là chữ Ất với chữ Đinh á, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên á là thiên can của chữ Ất, nạp âm ngũ hành của chữ Ất á là mộc, Đinh là hỏa, như vậy là ngũ hành Ất với mộc là cộng sinh ha. Mộc sinh hỏa, như vậy là có thể nói là sinh xuất, nhưng mà với thiên can thì không có sinh xuất, mạng thì sinh xuất mình sợ. Thiên can đây là một cái cộng, cho nên là công việc sẽ dễ sinh tài lộc nhưng không lớn được, tại vì về mặt tử vi thì hai cái này bình hòa, chỉ có về nam âm ngũ hành của thiên can thì nó mới là được tương sinh. Như vậy thì nó cũng chỉ là có tài lộc nhưng không quá lớn, đừng có vui mừng mà nhiều quá, đừng có hy vọng rằng mình sẽ có tài lộc lớn ở trong tháng này, không có đâu. Tháng này chỉ nhỏ nhỏ thôi, công việc mình ổn thỏa, gọi là sau cú rơi của 2017 bắt đầu mình là tháng 2, tháng 3 mình là bây giờ tháng này mình bắt đầu mình cất cánh lên, thì Ất Mão đó là một điều may mắn. Địa chi thì cũng giống như hai tuổi Mão trên, đúng không? Tỵ Mão thì không có xung khắc, nạp âm ngũ hành thì cũng được tương sinh, mộc sinh hỏa là do là Mão là hành mộc, Tỵ là hành hỏa, như vậy là thiên can và địa chi đều có nạp âm ngũ hành tương hợp về mộc hỏa, mà năm nay là năm can mậu thập dương ngũ hành hợp hỏa,
cho nên là sẽ tốt đẹp, đem đến nhiều điều mà tươi sáng cho người Ất Mão. Tuy nhiên phải đề phòng cái việc bệnh và tai nạn nhẹ, chứ nếu không là đừng có nghĩ là cứ hễ có hai cái đó xung khắc là hai cái đó tương sinh là quốc tới ha, thì nó sẽ có vấn đề. Như vậy đối với người Ất Mão, rõ ràng là bổn mạng có suy chút xíu nó cũng đỡ hơn là công việc nó cứ gặp trục trặc. Mà công việc nó trục trặc thì bổn mạng mình nó cũng không có khỏe khoắn, đúng không? Các anh các chị trải qua cái năm 2017 rồi, đâu có thấy nào mà mình khỏe khoắn được đâu. Làm không được, tiện có thì mình bệnh hoạn thôi. Còn bây giờ bổn mạng mình có bệnh hoạn chút xíu, có nhẹ nhàng chút thì mình làm ra tiền lo cho con, cho cả, là một cái điều cũng không có việc gì quá lớn lao. Chúc các anh chị tận hưởng những cái tháng bắt đầu khởi sắc một cách tốt đẹp ở trong năm Mậu Tuất 2018, một cái năm có lục hợp đối với anh chị ha, nhưng mà các anh ngon hơn các chị, à cái đó mình nói trước. Rồi tới tiếp theo là người Đinh Mão, à người ta gọi là mèo ngắm chanh, ngon lành ha. Nam thì cung Khảm hành thủy, mệnh thì lưu trung hỏa, nữ thì cung Khôn hành thổ. Nam của tuổi này thì vất vả, nữ thì tương đối hơn. Trải qua cái tháng 2, tháng 3 thì rõ ràng là người Đinh Mão gặp rất nhiều bất trắc. Thật sự mà nói là người Đinh Mão do là tháng Ất Mão là tháng 2 âm lịch, là tháng Ất Mão là tháng Thân Mão mà hành thủy, còn mình Mão hành thổ, Mão hành quả, cho nên nó gây nhiều khó khăn. Tháng Thìn đó là tháng Thìn là xung với lại Mão, Thìn Mão là tương xung, cho nên là còn khó khăn hơn nữa. Nhưng bước qua tháng Tư thì có rõ ràng là một điều rất là ok. Trước hết đó là mạng, xét về tháng Đinh Tỵ đối với người Đinh Mão thì nhớ như vậy, mạng thì mạng hỏa sinh thổ, sinh người ta gọi là sinh xuất bản mệnh, theo lẽ sức khỏe bị ảnh hưởng. Nhưng mà không quá nghiêm trọng đâu. Tại vì sao? Vì năm nay bản mệnh của cả năm là mộc, mình hỏa là mộc sinh hỏa, là bản thân mình được sinh xuất, được tương sinh bản mệnh rất tốt rồi. Năm nay là năm hỏa vượng nữa, cho nên mà mình hỏa nhiều mà sinh ra thổ thì nó không có đáng kể bao nhiêu. Và nên nhớ rằng người Đinh Mão đặc biệt do nắm chữ Đinh, cho nên cái Mão mà người ta gọi là lô trung hỏa đó, tức là lửa trong lò, không phải là đốt lửa nhỏ, mà lửa trong lò của cái chữ Đinh này đó là lửa luyện ra trời đất, cho nên là đừng có sợ, lửa này khó tắt lắm. Trong các người tuổi Mão thì có thể nói rằng người tuổi Mão này là khó dập tắt họ nhất, khó mà có thể làm họ suy yếu nhất. Có nạn thì họ cũng vượt qua, có làm gì làm họ cũng vượt qua và phút cuối cùng và thể phạt. Và đây là những tháng bắt đầu thửng sáng của họ, tự nhiên tháng mấy tháng tới là tháng hỏa vượng, không bước qua hết tới tháng 5, tháng 6 tháng hỏa vượng là phải nói là phừng phừng cháy đối với người Đinh Mão ha. Rồi về thiên can á, thì Đinh, hai chữ Đinh là đồng hàng, thiên can đồng hàng, công việc dễ sinh tài lộc và hanh thông, đặc biệt là hai chữ Đinh đều thuộc hành hỏa, nằm ở trong tháng này thì tương sinh cho bản mệnh nữa, cho nên rất là ok. Địa chi thì cũng giống như các tuổi Mão trên, thì cũng là Mão Tỵ thì tự chủ bình hòa, đặc âm ngũ hành thì cũng còn tương sinh, Mão là mộc, Tỵ là hỏa, là rất là tốt. Như vậy đối với người Đinh Mão thì rõ ràng là sinh xuất bản mệnh, một chút nhức đầu, một chút lo lắng của cái hậu quả của tháng 2 và tháng 3 đem lại thì đó là chuyện bình thường. Tuy nhiên và thiên can và địa chi rất tốt cho công việc, và như vậy thì có thể nói rằng Đinh Mão sẽ khởi sắc và có tiền tài, cho nên các người Đinh Mão yên tâm ha, rõ ràng là một điều tốt đẹp chứ không có đau đầu như vừa rồi. Tiếp đến đó là người Kỷ Mão, gọi là mèo rừng đấy, đúng là mèo rừng, kia mèo núi còn này mèo rừng ha. Mệnh là thành đầu thổ, nam cung Đoài hành kim, nữ cung Cấn hành thổ. Xét về tháng Đinh Tỵ thì người Kỷ Mão 1999 với lại 1939, cho là mình chỉ nói 1999 thôi, 1939 là những bác, những cụ đó thì đang gọi là
gần đất xa trời rồi, cho nên này thì thôi mình không nói tới, mình chỉ nói các em kỷ mão đang học hành. Thì thổ thì cùng mạng á, thì là mạng thổ cho nên là cùng hàng thổ với là tháng đinh tỵ, cho nên bản mệnh sức khỏe ổn ha, không có gì quá nghiêm trọng. Thiên can á, kỷ đinh không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Tuy nhiên á, là đinh nó thuộc hành hỏa, kỷ thuộc hành thổ, cho nên là tương sinh thổ hỏa, giúp cho công việc suôn sẻ, học hành được hanh thông. Có thể nói là người kỷ mão nếu mà tháng này đang đi học đại học rồi này kia thì tháng này là hoặc là đi làm thêm thì mọi điều nó sẽ hanh thông, công việc nó ok và thậm chí là thi nó cũng dễ dàng hơn. Rồi địa chi thì cũng như các tuổi kia, thì mộc tỵ mão thì không có gì hết ha. Cho nên là nạp âm ngũ hành thì được tương sinh, có thể nói là mặt tình cảm yêu đương của các em sẽ có nhiều điều tốt đẹp ha, thoải mái. Thì tháng này thi xong hè nghỉ rồi ha, thì du hí đâu đó thì tình cảm nó phát sinh dễ. Còn nếu như mà độc thân thì rất dễ có tình cảm nảy sinh trong tháng này. Rõ ràng đây là tháng tốt, có thể nói là những người mà tuổi mão tốt nhất vẫn là người kỷ mão cho cái tháng đinh tỵ của năm Mậu Tuất 2018 này. Rõ ràng là một điều tốt đẹp ha, các em còn nhỏ mà được cái tháng khá tốt lành, có thể công việc tốt, sức khỏe tốt, tình yêu phát triển, thì rõ ràng là rất là may mắn và vui vẻ. Như vậy là những thông tin cơ bản về cái tử vi tháng đinh tỵ năm Mậu Tuất 2018 đối với những người tuổi mão đã được mình tổng hợp và chia sẻ cùng với mọi người. Nếu mọi người thấy hay, nhớ bấm like và chia sẻ để nhiều người tuổi mão được biết và ứng dụng vào cái tháng tư có nhiều điều tốt đẹp hơn cho người tuổi mão. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì nhớ bấm đăng ký ở bên dưới ha, hoặc là bên này nè. Cái đó là cái kênh mà tròn tròn ở đây á, là mình dành để mình live stream vào các buổi sáng từ 8:30 cho tới 9:30 ha. Thì rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.